Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá. Đó là một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova có năm sản xuất 2014, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 2.0. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A 18065. Hiện tại trước Toyota Innova bản E số sàn, động cơ 2.0, xe tư nhân gia đình sử dụng, đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan động cơ khoang máy cho quý vị các bạn tham khảo. Vâng, đây là phần tổng quan động cơ khoang máy các bạn này. Cam kết các bạn là con này là máy số vẫn còn zin các bạn nhé. Keo đuôi chuột vẫn còn các bạn này. Máy lổ giòn tan, màu bạc xịn sò nguyên bản cho xe, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, trang bị Laranduc túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, tất cả hệ thống linh tán dần dần vẫn còn nguyên đai nguyên kiện các bạn này, nguyên đai nguyên kiện các bạn nhá. Đấy, chưa hề một chút cột bả nào luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá, hãy cứ alo cho em. Đây là phần hệ thống chia ABS chống trơn, chống trượt và chống co cứng. Tất cả ông ác lắp cam mô vẫn còn zin nguyên đai nguyên kiện luôn. Máy lổ giòn tan, tất cả mọi chức năng của nó vận hành ok. Ông ác vẫn còn sơn chấm bảy màu. Xe Toyota Innova bản E số sàn, động cơ 2.0, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova, mẫu xe quốc dân này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em. Tất cả gọn kèo, đầu đít zin, máy số zin, keo chỉ zin toàn tập luôn, vào tem hãng các kiểu cho quý vị các bạn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Máy lỏ rất là êm luôn, máy số zin, keo chỉ zin cả xe các bác nhé. Đây là phần tổng quan của lắp cabo. Đấy, tất cả tem mác cho người anh sản xuất này vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng mo méo các bác nhá. Đấy, cabo zin, nhãn hiệu của Toyota vẫn còn đóng dấu nguyên bản luôn. Một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, động cơ 2.0, máy xăng. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 9 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Mà chở được 8 người luôn. Đấy, sơn si sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Giá tiền của chiếc Toyota Innova bản E số sàn, động cơ 2.0 này, bên em đang chào bán với giá là 379 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ, có vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Sơn si màu bạc xịn sò, biển kiểm soát Hà Nội, Laranduc 4 bánh nha. Đấy, lốp dép thì rất là dày dặn luôn. Đây, đây là phần hệ thống quả lốp. Quả đằng trước, lốp dép của đằng trước bên bên phụ các bác nhá. Hệ thống cua lốp này. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn, xi nhan báo rẽ bên sườn. Đăng kiểm của em nó còn đến tháng 6 năm 2022. Hệ thống lốc của xe các bạn này,
Đó. Còn đây là phần hệ thống nội thất của xe. Nội thất ghế da trang bị hai màu. Ghế da thì da xịn các bác nhá, sờ rất là mềm mại êm ái luôn. À, ghế da hai màu, trang bị hai túi khí an toàn. À, con này thì chưa được lên màn hình các bác nhá, vẫn còn đầu đài nguyên bản theo xe. Đầu Toyota nguyên bản theo xe luôn. Nội thất thì tươi rói này, mẹ bậc lên xuống. Ốp inox mạ chrome. Ốc ác bản nè. Chưa hề động đến kale mở led các bác nhá. Phần cột kèo. Tất cả hệ thống cột kèo của xe zin nguyên bản luôn. Đấy, cột kèo zin, máy zin, gầm bệ chắc côn số ngọt, máy số ngon, máy zin luôn các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ. Phần khung cánh cửa các bác này. Đấy, keo chỉ của xe đều tắp tắp luôn. Một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe bản E số sàn, xe gia đình sử dụng. Nội thất các bác này, nội thất tươi rói các bác nhá. Ghế da trang bị hai màu, lót sàn đầy đủ luôn. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe, trang bị hai dàn điều hòa độc lập. Với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa các bác nhá, ba dàn điều hòa luôn. Đấy, một mẫu xe Innova phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Cột kèo của xe. Đấy, cột kèo zin nguyên bản luôn các bác này. Đấy, cột kèo zin. Máy số ngon, máy số zin luôn các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Phần khung cánh cửa các bác này. Phần keo chỉ của xe. Đó, keo chỉ zin, bậy bậc lên xuống, ốp inox mạ chrome. Cửa đóng rất là chắc chắn luôn các bác nhá. À, các bác nghe cái cửa này. Chắc thì lịch luôn. Quả lốp của đằng sau bên phụ các bác này. Đó, lốp dép này, rất là ok luôn. Tất cả hệ thống cua lốp không hề có hiện tượng mục mọt. Sơn xi màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. La răng đúc túi khí ABS đầy đủ. Chống trơn, chống trượt và chống bó cứng. Một mẫu xe Innova 2014. Giá tiền bên em đang chào bán với giá là 379 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ. Đấy, và có lộc lá, có vận chuyển cho các bác nhé. Tất cả hệ thống đinh tán răng giật của xe nguyên đai nguyên kiện luôn. Ốc ác, ốc ác của nó chưa hề động đến kale mà led. Rồi, máng nước các bác này, đinh tán răng giật nguyên bản luôn. Hệ thống tổng quan của lắp cốp. Rồi, các bác xem tất cả này, keo chỉ zin. Đấy, các ốc của nó này chưa hề động đến kale mở led các bác nhá. Anh em đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ ba lại này và treo nó lên các bác nhá. Treo nó lên thì làm khoang đựng đồ rất là rộng rãi luôn. Đấy. Gấp hàng ghế thứ ba lại và treo nó lên đây. Đấy, treo lên như thế này các bác nhá. Đấy. Làm khoang đựng đồ thì rất là rộng rãi luôn các bác này. Đấy. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe này. Đấy, gầm bệ của nó rất là chắc chắn các bác nhé, không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Đấy, máy vẫn đang nổ các bác nhé, máy nổ giòn tan. Một mẫu xe Innova phải nói là đẹp xuất sắc. Giá tiền thì 379 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá. Biển kiểm soát Hà Nội, biển Hà Nội thì rất là có giá trị các bác nhé. Đây là phần hệ thống quả lốp. Lốp dép của đằng trước, đằng sau bên lái các bác này. Lốp dép thì rất là dày dặn luôn, na răng đúc rồi. Đây là phần táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhé. Cái táp ly của nó vẫn còn gai sần, âm thanh thì rất là hay luôn.
Đấy, bật lên xuống này, ốp inox mạ chrome, hệ thống keo chỉ của xe zin luôn. Rồi, táp ly thì rất là đẹp, ổ ngậm khóa này. Rồi, cột kèo của xe. Rồi, cột kèo của nó này zin các bác nhá, cột kèo zin. Rồi, nội thất thì ghế da hai màu sạch sẽ rồi, máy gầm thì ok đại chất luôn. Rồi, máy số zin luôn các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này, qua xem táp ly của nó đây, rất là đẹp các bác nhá. Khung cánh cửa này, đấy, tất cả khung cánh cửa này keo chỉ các bác này. Đấy, khung cánh cửa không hề một mọt, keo chỉ zin. Âm thanh thì rất là hay luôn, bật lên xuống ốp inox mạ chrome, ốc bản này chưa hề động biến kale mở led, tem mác thân ngoài sản xuất 2014 các bác nhá. Một mẫu xe tư nhân gia đình, một mẫu xe Toyota Innova. Đây các bác xem đinh tán răng giật của xe. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, cột kèo đầu đít zin, máy số zin, keo chỉ zin cả xe luôn. Đấy, các bác xem ốc ác bản này chưa hề động đến kale mở led các bác này. Chân côn, chân phanh, chân ga này, hệ thống bô lăng của xe này 4 chấu các bác nhá, túi khí an toàn. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất các bác xem này. Đây là phần hệ thống táp lô của xe. Đấy, các bác xem táp lô của nó vẫn còn gai sần, rất là đẹp luôn. Hai túi khí an toàn. Phần quả số này, phanh tay các bác này. Đây là phần bệ tỳ tay. Đấy, máy nổ rất là êm luôn. Đấy, máy nổ rất là êm, điều hòa này, em đóng điều hòa các bác nhá. Đó, điều hòa thì rất là mát. Hệ thống phun nước gạt mưa. Đấy, phun như vòi rồng luôn các bác nhá, hoạt động rất là trơn tru. Phần kính lên xuống. Đó, chân của nó chân nỉ có nhá, chân nỉ rất là đẹp này, chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhá. Đấy, có cả hộp đựng kính các bác này. Đấy, đèn trần này các bác này. Đấy, ok luôn. Đấy, điều hòa mát, côn số ngọt, bô lăng này. Đấy, chưa hề có sự hao mòn các bác nhá, xe gia đình nên là ba cái rất là giữ gìn luôn. Đấy, chưa hề có sự hao mòn mấy luôn các bác nhá. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, cổng sạc điện thoại này đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Đấy, gương điện các bác này. Đấy, gương chỉnh điện các bác nhá, hai bên các bác này hoạt động rất là trơn tru. Đó, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản, mang phiên bản số sàn. Khối động cơ của nó là 2.0 máy xăng. Với giá tiền 379 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, xe tư nhân gia đình sử dụng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.